Tại cuộc họp thường kỳ của chính phủ sáng ngày 2 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã có phát ngôn mới nhất về lịch trình đi lại của bệnh nhân 1342, nam tiếp viên Nam Airlines, người được xác định là nguồn lây cho ba ca nhiễm trong cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua. Cụ thể, trưa ngày 21 tháng 11, bệnh nhân này rời khỏi nhà trên đường Bạch Đằng, quận Tân Bình, tới ăn trưa trên đường Lê Văn Sĩ, quận Phú Nhuận, sáng và chiều ngày 22 tháng 11, người này đến học tại Đại học Hiutech, quận Bình Thạnh. Hiện tại, sau khi nắm tình hình phía trường Đại học Hiutech đã cho hơn 30.000 sinh viên toàn trường nghỉ học từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 12, thời gian đi học trở lại tùy thuộc vào hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho rằng bệnh nhân 1342 đã vi phạm nghiêm trọng các biện pháp cách ly tập trung cũng như tại nhà và trở thành nguồn lây nhiễm bệnh ra cộng đồng. Được biết, ngay sau khi phát hiện ca bệnh 1347, các cơ quan chức năng ở thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng truy vết, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc với 800 người. Đến nay đã có 737 người có kết quả âm tính và hai trường hợp dương tính COVID-19 là bệnh nhân 1348 và 1.349.